Trong video này, chúng ta sẽ biểu diễn số 0,04 trên tia số. Chúng ta có một tia số đi từ 0 đến 0,1 hay 1 phần 10. Chúng ta chia đoạn từ 0 đến 1 phần 10 thành 10 phần bằng nhau. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phần bằng nhau. Như vậy, mỗi phần nhỏ này sẽ bằng 1 phần 10 của đoạn từ 0 đến 0,1. Hay nói cách khác, mỗi phần nhỏ này bằng 1 phần 10 của 1 phần 10. Nếu chưa hiểu rõ, các bạn hãy tạm dừng video này lại và quan sát kỹ tia số này nhé. Ở đây, chúng ta có một ô vuông được chia thành 10 phần bằng nhau. Nếu chúng ta tô màu một phần trong số 10 phần này thì chúng ta đang tô màu 1 phần 10 hình vuông. Đây là một phần 10 hình vuông được tô màu xanh. Trong hình vẽ thứ hai, chúng ta tiếp tục chia mỗi hàng thành 10 phần bằng nhau. Chúng ta có toàn bộ hàng đầu tiên bằng 1 phần 10 hình vuông. Và một ô vuông nhỏ này sẽ bằng 1 phần 10 của 1 phần 10. Ô vuông nhỏ này biểu diễn cho 1 phần 10 của 1 phần 10 trên tia số. Hay, chúng ta cũng có thể gọi đây là 1 phần 100. Đó là bởi vì khi chúng ta có 10 phần và chúng ta tiếp tục chia mỗi phần đó thành 10 phần bằng nhau, chúng ta sẽ nhận được 100 phần bằng nhau. Do đó, 1 phần 10 của 1 phần 10 chính bằng 1 phần 100. Chúng ta sẽ quan sát lại tia số này. Chúng ta có, đoạn màu xanh này bằng 1 phần 10 của 1 phần 10 và bằng 1 phần 100. Đề bài yêu cầu chúng ta biểu diễn số 0,04 trên tia số. Các bạn hãy quan sát chữ số 4 này nhé. Chúng ta có chữ số 0 đầu tiên, nằm ở hàng đơn vị. Chữ số 0 thứ hai nằm ở hàng phần 10. Và chữ số 4, nằm ở hàng phần trăm. Như vậy, chúng ta có 4%. Số thập phân 0,04 được viết lại thành dạng phân số là 4 phần 100. Trên tia số, chúng ta đã biết mỗi đoạn màu xanh này bằng 1 phần 100. Vậy nếu chúng ta muốn tìm 4 phần 100, chúng ta phải nhảy qua 4 đoạn như vậy. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 đoạn. 4 đoạn này bằng 4 phần 100 hay 0,04.